Rồi, chào mừng tất cả anh em đang truy cập vào kênh của Minh Chiến Bình Định. Và sau đây, ngày 27 tháng 9 năm 2019, nay là cũng bây giờ là 12 giờ rồi. Em sẽ có hai sản phẩm để que và giới thiệu cho các bác ở mọi miền Tổ quốc cùng xem. Đây là đầu tiên, con bên trái là con Aquafy. Anh em nhìn cái mẫu mã là anh em đã biết cái dòng Aquafy rồi. Nó có một cái thiết kế rất là trông trông. Và dòng bên đây là một con Marang. Thì anh em biết dùng đây là biết dòng 84, 74, 94 rồi, nhưng con này là con 94 nha anh em, đời cao nhất này. Còn một phiên bản nâng cấp của nó là 94 limited nha, màu vàng. Thì sáng nay là về hai con này rất là đẹp, một con 94 BM 94, con này là công suất là 300 bao nhiêu nhỉ, 390W. Dòng này là chạy class A, anh em chuyên trị những dòng loa B, loa Mỹ, loa châu Âu rất là hay, tiếng rất là ngọt ngào. Con này thì về có catalog luôn và rất là mới nha anh em. Giá là 16.300.000, con này thì rất là đẹp luôn. Những sản phẩm là hàng bãi. Rất là keng luôn nha. Về mặt mũi thì em tuyển thì anh em khỏi lo nha. Đây, và con thứ hai là con Aquafy 301. Thì trước ống kính thì anh em có thể xem được độ chi tiết và em quay sau là nhìn y dài nha. Rất là mới luôn, con này là mạch mèo vàng gold phai xước, một gỗ rin từ bến về rất là đẹp nha. 301. Những chất tiếng của dòng Aquafy thì anh em biết rồi, rất là hay, tĩnh lặng. Thì vỏ gỗ là rất là đẹp rồi, khỏi phải lo. Về phần ruột gan thì cũng là bao rin hết cho anh em và rất là mới, 7 màu luôn, rất là đẹp luôn nha. Con này nó có cái chân dưới nên anh em về khỏi lo, anh em dùng trạm lo biết rồi, nó mới tinh. Đấy, rất là mới. Đây là dây nguồn của nó. Thì đối với con Y301 như thế này là giá là 23.500.000, giá em đã bao ship cho các bác nha. Độ đẹp của nó thì anh em khỏi phải lo luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, quá là mới luôn nha. Thì anh em nào có lo tăng noi, lo châu Âu, lo RB hạt dòng Pioneer, những dòng Pioneer, dòng lo cây, lo dòng 180, anh em giúp những con này cực kỳ tuyệt vời, rất là hay. Rồi em đi đến cái dòng 94 này, con này thì mạch mũi cũng keng sa beng luôn. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Và anh em nhớ đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video bên em. Đây, rất là mới nha. Béo không bảy luôn. Đây nữa. Anh em thấy béo không? Sáng choi. Mà rất là nặng nha. Dòng này thì nó chạy là 12 sò. Đúng là 12 sò, được bên 6 con. 3 6 xanh 6 đen nha anh em. Chạy 8 4 cái tổ lục nguồn này anh em dùng qua với một tập phô xuyến này. Anh em sexy đồng rất là đẹp nha. Này, sexy màu đồng, chống nhiễu rất là tốt cho âm thanh, rất là hay. Đây là phần phía sau của con BM94. Này nè, rất là mới nha. Con này nó trở kháng rất là rộng, từ 4 tới 16 ohm. Nên em đánh hầu hết các dòng loa và tiếng em nói cho ra rất là ngọt ngào. Có cổng bre men cho anh em ghép nối những thiết bị khác nghe này, hai cầu loa AB, A cộng B. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em, tất cả sản phẩm em bao ring hết cho anh em và ruột gan rất là đẹp. Còn anh em nào mua trước khi đi yêu cầu thì em que, thì em sẽ que luôn cái ruột gan cho anh em cùng xem và bác chủ cùng xem luôn. Đây là hai sản phẩm ngày 27 tháng 9 năm 2019. Về con Marang, giá là 9BM94, công suất 390W, đánh class A, cực kỳ ngọt ngào. Giá là 16.300.000. Aquafy Y301. Giá là 23.500.000. Giá đã bao ship cho anh em. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.